Chào mùi ha, một cây ớt tin, một cây ớt tin rất là đẹp, rất là đẹp. Khá là đẹp. Một cái 10C. Ok, tem mát rồi, rất là ok. Ớt tin nữa hả? Máy này nổ luôn. Đây lên. Okay. Đẹp ha, nước sơn của nó rất là đẹp, nhớt ra này đó. Người thấy nhớt ra làm đúng không? Giờ chưa kiến làm vô thôi, nhớt ra làm, làm ở đây làm chip thì chân luôn ha, làm chip của nó là gì ha. Tổng số làm 35 cm. Nghĩa là cái đầu này 35 cm, còn tất tổng là 40 cm. Mày xem đi. Ok. Xích nó đây. Gắn vô thôi nha mọi người, chứ đâu có gì đâu. Hai ốc thì nó rất là bền. Ốp hai ốc nó rất là bền. Ốp làm luôn ha. Có ốp làm luôn. Ok. Dùng gia đình thì quá thích rồi, dùng gia đình rất là tuyệt. Máy tinh Austin, mã Austin.
Ông bắn về mọi người xịt bụi ra để thôi nha. Mà F1 mới xịt triệu bao ship nha mọi người. Mày 3 triệu bao ship, 3 triệu bao ship. Vui lòng chuyển khoản giúp em hả? Máy đẹp, máy đẹp, máy đẹp, máy đẹp. Máy đẹp. Làm gì? Có up làm luôn. Mở ra tiếng vô thôi. Nha mọi người. Để con mở ra thôi. Ok ha. Rồi, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Nhớ like và đăng ký kênh giúp em nha. Máy rất đẹp. Này dọn rồi. Bảo hành 3 tháng. Có mà cũng này không phải dọn đâu. Bền nó nổ luôn rồi. Rồi. Chào mọi người nha.